Xôn xao clip công an trực chốt bê xe của cô gái đi đường, tưởng tới công chuyện, ai về đó là một tình huống dễ thương hết biết. Trong khoảng thời gian gần đây, Covid bắt đầu phức tạp ở nhiều địa phương, thế nên không ít nơi đã phải lập chốt nhằm hạn chế kiểm soát người ra đường khi không có việc cần thiết. Dẫu biết bản thân không làm gì sai, nhưng mỗi người khi đi ngang qua chốt, không ít người vẫn giật mình thoang thoát vì lo sợ. Mới đây trên TikTok lại viral một chiếc clip với nội dung các anh ở chốt bê xe máy của một cô gái đặt lên xe cảnh sát giao thông để chở đi đâu, càng khiến nhiều người tò mò và chú ý, không biết có chuyện gì vậy ta ơi. Được biết, đoạn clip này được quay ở một chốt kiểm soát tại Sài Gòn, thoạt nhìn qua cứ tưởng tới công chuyện rồi, nhưng theo như chủ nhân của clip, hành động bê xe của các anh lại vô cùng đáng yêu. Số là cô gái này đi đến gần chốt kiểm soát thì xe máy bị hỏng, thấy trời sắp mưa nên lại tiện có xe cảnh sát giao thông gầy ở đó. Các anh công an trực chốt liền bê xe máy của cô gái lên, đưa cả khổ chủ lẫn chiếc xe về nhà an toàn trước khi cơn mưa ập đến. Ngay lập tức đoạn clip nhìn ngoài căng cực, xem xong lại thấy dễ thương gì đâu, khiến dân tình xôn xao và bàn tán rơm rã. Không ít netizen để lại bình luận cảm ơn hành động của các chiến sĩ trực chốt cũng như dặn dò mọi người tiếp tục tuân thủ các quy định để giảm bớt sức nặng chống dịch cho tuyến đầu. chắc đồ gần nhà nên đưa về luôn đà. xem clip cũng thấy gió to ghê, dễ thương ghê. trong hoàn cảnh căng thẳng như thế này mà mấy anh vẫn cố sức giúp đỡ bé này. tôi đoán cô bé này giả vờ hư xe do để ý anh nào rồi đúng không? có ai giống em để ý cô kia xem lại hai ba lần mới đi không? nhìn vậy mới thấy thương lực lượng tuyến đầu chống dịch, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người dân. Thôi thì mình ráng tuân thủ quy định để các anh sớm được về nhà với vợ con ha. Người đi đường mà không biết, tưởng làm gì bị bắt về đồn đây nè. May ghê, Sài Gòn hôm đó có mưa đá luôn ấy, không có mấy anh là tội bé này lắm. Bên ngoài nhìn mấy anh nghiêm túc, thấy cũng sợ mà coi clip xong, thấy cũng dễ thương như ai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.